cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi kênh thị máy của em đó, và cũng cảm ơn cô bác chị em vì sự góp ý vừa qua. Thì tiếp tục hôm nay em quay cho bác chị em tham khảo động cơ Isuzu nha. Em này là C240. Em này C240. Thì C240 nó cũng có rất là nhiều dòng quá chị em. Có dòng là tua nhanh, có dòng tua chậm. Nhưng mà đặc biệt em này là tua nhanh quá chị em. Em này tua 3000. Em này em cũng mới test thử tua đó, thì tua 3000, nó test đồng hồ đo thử đó. Thì tình trạng của em này là rất là đẹp, có gì em xuất sắc nha. Bác chị em thấy nè, ốc hám gì, OBS rồi ha. Còn màu vàng tươi luôn, cũng riêng luôn, đây nè, trong nó trong nè. Mới tinh luôn, có nghe chưa, rất là mới nha. Nè, nó có quay luôn, em là gì thích xài của em xài, em xài mở ra chế của em làm chỗ khác. Em này heo cơ quá chị em, heo cơ nha. Cơ heo có tự động nè. Em này cô bác anh chị em cái này xài bơm, cái này xài bơm nhớt lên luôn nha các bác chị em. Bơm nhớt nè, từ trong máy bơm lên heo luôn chứ không phải là nhớt gờ, nhớt liền nha. Thành ra rất là ok. Đó. Cái lực nhớt, cái vỏ lực nhớt cho bác chị em bây giờ vàng nín luôn. Còn nước sơn lắp lắp. Nước sơn lắp cũng vậy luôn. Các kiểu quá chị em ha. Đi dầu zin nè. Bây giờ mà chưa thay quá chị em, bây giờ nó chưa thay luôn nha. Mặt nhôm nè, rất là đẹp, cái tinh luôn, tán đầu cốt. Nói chung là các kiểu là máy này là nói chung là trên 90%, rất là đẹp. Cái này thì nó nằm trên cái kéo cái gì quá chị em, cái sao nó kéo cái gì không biết, mà nó có cái mặt này nè, có cái nọng luôn nè, nó có cái nọng luôn, nó nằm trên cái nền này. Thì mình mua của anh em trên bãi người ta đã như gì rồi. Thành ra cô bác anh chị em nào mà về muốn kéo phát điện hay là gì đó, bơm nước thì nó thì gắn cái nước đây các bác chị em. Nó có dấu hai cái nước này, nó tháo ra bị gãy cao su nè. Mình mua thì nó có cái nước. Anh em cô bác về muốn xài cái nước thì một cái nước gắn vô nha. Nó có cái bộ ấm sẵn luôn, đỡ rất là êm. Đặc biệt thì cái đề của em này là cái đề này quá gì, đề thẳng nha luôn. Này đề bự, đề thẳng đúng đời đó luôn nha quá gì, nhưng mà đề rất là nhẹ nhàng nha. Này Hitachi này thì rất là xuất sắc luôn nè. Tem nó bây giờ lấy đồ lao, cứ lao này. Đây Isuzu xe bằng nha mấy chị em. Đây C20 nè, C20 chứ nó có đời C221 nha, bê tông nó 83 ly, nó cũng giống như vậy mấy chị em. Cái này là C20 đời bê tông 86 nha. Thành ra anh em cô bác mình mua mình phải đôi khi cũng để ý á, đôi khi chỗ người ta bán người ta cũng sơ ý á, sơ ý cái người ta bán nhầm cho mình. Mình thương cái máy này nhiều nhất là chỗ con heo, quá chuyện nó mới luôn, đẹp cực kỳ, đẹp dữ dằn con heo, quá đẹp, xuất sắc máy tinh luôn. C240 chụp cò cũng vậy luôn, nó có oxy hóa 1-2 chỗ đếm đếm đen đen thôi, tất cả nó rất là mới luôn. Này dây này về đồng hồ nhiệt độ này quá chưa, đồng hồ nhiệt nè. Mới gắn cái đồng hồ này vô nè, để hồi test thử cho các bác chị em xem nha. Đây nè, ống dầu nè, ống dầu zin nữa nha các bác chị em, zin rất là tốt nha. Đây dây đồng hồ đếm tua của nó nè, anh em về nó xả gì xả. Rồi test máy quá chị, test máy cho các bác chị em. Okay.
trăm mấy game. Lớn thêm thì mở này ra, còn muốn ra tay nhỏ thì mở này ra nha. Cái này rất là ok. Ống dầu kim nguyên xi luôn. Này có bơm dầu các bác, có cái bơm phụ nè. Anh em các bác có thể để thùng dầu ở dưới nó tự nhiên rút lên thôi. Này anh em nào về đóng máy cài nha. Đóng máy cài thì em này về đấu rất là ok. Anh em nào đang xài dòng Isaki á, về dầu luôn. Đang sử dụng Isaki thì mua em này. Em nè. Thì có anh chị em về mở cái mặt nhôm này ra. Thì có anh chị em gắn cái mặt nhôm của Isaki vô là ngay bon luôn các bác em. Ngay luôn không có khác nha. Là có thể bắt bơm được. Thật ra là mình tiện lợi là cái dòng Isaki hay Isuzu 240 này nè. Nó xài được cho máy cài. Thành ra là cái thị trường rất là chuộng của anh chị em. Đấu máy cài á. Máy cài Isaki thì cái mặt gam nó xíu sao á. Nó cũng ngay bon luôn nha các bác chị em, không có sai nha. Vì thế cho nên mà các bác chị em mà xài Isaki thì mua em này đúng bài luôn. Không còn gì để nói nữa hết. Isuzu 240. Nói chung là em này là này rất là mới. Mấy cái cổ dê nữa chưa ha. Chưa xuống màu luôn nè. Còn mới tinh luôn nè. Cái cổ dê chưa xuống màu còn mới tinh luôn. Bởi vì cái máy này rất là đẹp. Nên cô bác nào mà mua nhầm cái máy này thì ăn nắng luôn ha. Rồi, video này đến đây em xin tạm dừng. Xin chúc cô bác chị em là nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Và cũng xin chúc luôn các anh em đồng nghiệp cái ngày mùa Covid này họ được sức khỏe và tất cả các cô bác em sức khỏe thành công đó. Thì hy vọng là dịch bệnh sắp tới đây sẽ giảm dần đi và sẽ yên hẳn để cho anh em mình có thể gặp gỡ nhau, phê pháo, trao đổi chuyện làm ăn các bác em. Xin chào, hẹn gặp lại.